Nếu như bạn gặp video này, xem như bạn hữu duyên. Và xin cảm ơn thông điệp của vũ trụ đã gửi vào trong trải bài. Chọn một tu bài, công việc và tài chính của bạn sẽ như thế nào? Đây là video chọn tu bài và các bạn sẽ chọn tu bài phù hợp với năng lượng của mình. Mình có hai tu bài màu vàng và tu bài màu xanh. Sau đây mình sẽ đếm từ 6 tới 1. Các bạn lựa chọn tu bài phù hợp với năng lượng của mình. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Vì thông điệp trong trải bài có rất nhiều, hy vọng các bạn tiếp cận trải bài một cách cởi mở nhất và tiếp nhận thông điệp phù hợp với năng lượng của mình. Và mình chỉ nói theo những điều của lá bài cần nói, chứ không phải nói theo mong muốn của các bạn. Sau đây mình xin kết nối năng lượng với các bạn chủ tụ bài màu vàng. Hy vọng các bạn sẽ chọn thông điệp phù hợp với năng lượng của mình. Trong trải bài, các bạn có lá bài 5 ly. Lá bài thứ hai sẽ là lá bài một lá bài trong bộ tiền. Chúng ta có lá bài 9 tiền. Lá bài cuối cùng, các bạn sẽ có một lá bài thuộc bộ cúp. Các bạn có 6 ly, 6 ly ngược. Sau đây mình xin giải trải bài cho các bạn. Lá bài đầu tiên sẽ đại diện cho hoàn cảnh hiện tại của các bạn. Các bạn có lá bài 5 ly. Khi lá bài xuất hiện, nó đưa ra một cái sự thất vọng, thất bại, cô đơn và đau khổ trong công việc. Tuy nhiên đó không phải là đã kết thúc. Vẫn còn lại đôi chút những thứ có giá trị bạn cần cảm nhận để cho cái cảm xúc mình không bị lấn át. Lá bài khuyên bạn là cần phải học cách đối diện với những thất bại và khó khăn trong công việc. Đôi khi cuộc sống nó không thể nằm trong sự tính toán của các bạn. Những thất bại có thể đến do những yếu tố bên ngoài, nhưng đó sẽ là kinh nghiệm, điểm tựa cho các bạn có thể hoàn thiện hơn cho những quyết định sau này của mình. Những thất bại này không hề uổng phí nha các bạn, bởi vì tất cả các bạn còn lại là mình còn cái sức khỏe, mình còn bản thân của mình, gia đình mình, thì mình có thể làm tất cả mọi thứ. Bạn cần có sự tin tưởng vào bản thân của mình. Khi mà các thông điệp đưa ra là chính bản thân của bạn sẽ là điểm tựa duy nhất an toàn của chính bạn. Đối với những câu chuyện, những thất bại đã xảy ra rồi á, bạn không thể cứ nhìn vào những thất bại đó mà để càng sống. Mình cần lấy nó làm bài học để mình tiếp tục cho sự nghiệp của mình, cho học tập của mình. Những cái thử thách mà bạn có sẵn trong tay, bạn hãy biến nó thành cái vũ khí để bạn nhanh chóng vượt qua nỗi đau, sự mất mát, để tập trung và khôi phục lại những gì đã mất. Hãy cho bản thân mình có thời gian để mà cho những lấy lại những cảm xúc tích cực, lấy lại những cái nguồn năng lượng, những cái động lực của mình để mình tiến vào phía trước. Đừng để cho cái sự tiêu cực nó nhấn chìm các bạn. Bởi vì các bạn cần phải có cái nhìn thực tế và biết chấp nhận tất cả mọi thất bại của mình. Thông điệp lá bài là nhắn nhủ các bạn hãy bỏ những thứ mình không thể có được vào thời điểm này, chấp nhận, xây dựng lại cái hình ảnh những cái gì mình đã mất trong thời điểm khi xưa. Và các bạn hoàn toàn có cơ hội nha các bạn. Ở một số bạn á, nó cho thấy cái việc mất việc, sự sụp đổ kinh doanh của mình không được thành công, hoặc là bạn mới rời bỏ cái chỗ làm của mình. Mặc dù điều này cho thấy cái sự thay đổi nó không có mong muốn, khó khăn trong hoàn cảnh, nhưng thực sự nó không phải là cái cuối cùng các bạn. Nó không phải là cánh cửa đóng lại tất cả đâu. Hay vì các bạn tức giận, thất vọng, hay đi tuyệt vọng lấn át các bạn, sao mình không biến nó thành sức mạnh để chúng ta chiến đấu đi các bạn. Chiến đấu mình sẽ tìm lại cái vinh quang của mình khi xưa, chắc chắn các bạn sẽ có được. Bắt đầu các bạn phải chấp nhận những cái việc này. Sau đó các bạn sẽ mở ra cho nhận thức của mình đối với những cơ hội sẽ xuất hiện ở xung quanh bạn. Đừng cứ để cho cảm xúc tiêu cực của lá bài nó kéo bạn xuống, bởi vì nó không có đáng đâu. Bạn đang buông bỏ quá khứ của mình, hãy giải phóng những cảm xúc tiêu cực đi các bạn. Các bạn sẽ chấp nhận sự giúp đỡ từ người xung quanh. Đây là một bước tiến tích cực thay vì bạn đắm chìm trong mức tuyệt vọng để không có sự chấp nhận của ai hết. Tóm lại, hiện tại bây giờ các bạn có dấu hiệu là không có mấy lạc quan về mặt tiền bạc, sự nghiệp của bạn cũng không có được tốt. Điều này đồng nghĩa là một số bạn là cái phá sản ha, đánh mất danh tiếng mà bạn đã gây dựng trong suốt cái thời gian rất là dài. Tuy nhiên các bạn phải nhớ là
Không ai có thể mãi tiến bước trên một con đường trải đầy hoa hồng. Sóng gió trong gai ắt sẽ tìm đến bạn trong một giai đoạn nào đó của cuộc đời. Việc này không có đồng nghĩa là cháu chấm hết cho mọi việc, bởi vì sao những cái thử thách trắc trở đó sẽ luôn là cái cơ hội, là bài học để cho các bạn thành công hơn. Và lá bài số 2 sẽ nói trở ngại của các bạn để cho các bạn bị thất bại là gì, hay các bạn có lá bài 9 tiền. Khi lá bài 9 tiền này xuất hiện, nó chứng tỏ là các bạn đang chăm chăm vào một cái lĩnh vực nào đó trong cuộc sống. Nó gây ảnh hưởng đến sự nghiệp các bạn. Có thể là các bạn tập trung quá nhiều vào yêu đương, bạn đau khổ và tổn thương rất nhiều. Do đó các bạn để cho cái phần còn lại của cuộc đời trôi qua, tức là mối quan hệ và công việc của các bạn không có thành công, cho bạn đắm chìm sự đau khổ đó. Nó thể hiện một cái yếu tố của sự không trung thực, gian dối. Nó ảnh hưởng đến cách mà bạn đối xử với người khác, hoặc là người khác không có trung thực với bạn. Và cảnh giác một cái sự thật, cái sự thiếu không trung thực người khác làm cho bạn bị đau khổ. Và cái việc này khiến cho bạn thiếu tự chủ trong cuộc sống. Nó đại diện có một người nào đó rất là ham tiền này, hời hợt, lừa dối và thiếu sự tinh tế đã lừa gạt các bạn. Một cái phần gì đó mà các bạn nên nhớ rằng khi các bạn tập trung cái phần này quá trong cuộc sống, bạn bỏ quên cái tài chính cũng như bỏ quên công việc của mình, thì đương nhiên các bạn sẽ bị thất bại mà thôi. Làm sao các bạn có thể có được mà để mà các bạn làm khi bạn không tập trung vào nó? Bởi vì chúng ta cần phải làm việc chăm chỉ, nỗ lực này vào sự nghiệp của mình. Nhưng mà các bạn cũng đừng có để cho những cái phần khác ảnh hưởng tới mình. Và nếu các bạn muốn thành công thì bạn phải khát khao thành công. Bởi vì bạn không khát khao thành công thì làm sao các bạn có thể thành công được? Đây là cái sự thiếu thận trọng của mình trong những cái kế hoạch mình đặt ra. Thiếu độc lập nè, không có ổn định là điều mà bạn cần phải xem xét lại khi lá bài này xuất hiện. Các bạn không nên làm những vào những kế hoạch làm giàu nhanh chóng hoặc các khoản đầu tư mờ ám, bị chúng sẽ dễ dàng dẫn đến thất bại và khiến bạn tan vỡ thôi. Chúng ta phải tìm hiểu thật kỹ, đầu tư có suy nghĩ nha các bạn. Và lúc nào cũng vậy, các bạn phải đặt cho mình cái đích đến là như thế nào. Bạn phải có mục tiêu, luôn luôn phải tìm hiểu cái kết quả trước, thấy kết quả mới làm trước. Từ đó bạn hiểu là thành công là như thế nào, mình phải hiểu là đi làm là như thế nào, để muốn làm chủ là sao, kinh doanh là như thế nào. Nhưng tất cả cái việc này các bạn phải có sức khỏe nè và niềm tin mình làm được. Và cái điều tiên quyết nhất là các bạn phải muốn cái giá trị mình đem đến cho người khác là gì. Bởi vì cái chu kỳ để một con người ta thành công á, thường là cứ 10 năm là chúng ta phải khởi tạo lại một lần các bạn. Nó không có bền vững. Và nếu như các bạn muốn bền vững thực sự, các bạn phải tạo ra giá trị xã hội thật là lớn, thì bạn sẽ không có rơi vào cái quy luật là thành trụ hoại diệt. Tức là các bạn phải tạo ra giá trị ngay cả khi bạn mới bắt đầu làm. Các bạn làm việc với tinh thần một ông chủ ngay khi mình làm mầm công. Tất cả đều dựa trên cái phần là phải hiểu nó như thế nào, phải tin vào nó như thế nào, và luôn luôn hướng cái gì đó có thể lan tỏa và tạo giá trị công ăn việc làm, đem cái gì lợi ích cho người khác đang lên hàng đầu, là các bạn sẽ thực hiện và thành công rất là dễ dàng. Và để cho các bạn có một cuộc sống mơ ước, một nghề mơ ước, thì các bạn phải giỏi về cái lĩnh vực đó. Nhưng mà các bạn phải ham thích làm cái việc đó. Thứ hai là phải tạo ra tiền. Và thứ tư là cái xã hội cần và tạo ra giá trị cho xã hội. Thì đây chính là cái nghề mơ ước. Bạn phải sát vốn cái yếu tố này thì các bạn mới thực sự thành công được trong cuộc sống, và cũng như có tiền, công danh sự nghiệp mình càng ngày càng phát triển. Lá bài 9 tiền này nó cũng đưa cho các bạn một thông điệp là để các bạn cảm thấy là mình được thành công trong sự nghiệp mình, là mình phải biết là mình sẽ có những cái mối quan hệ xã hội, phải có chuyên môn nghề nghiệp mình đang làm vượt trội so với những người khác. Cái người thành công là sẽ là những cái người mà người khác muốn ở gần, và các bạn tạo giá trị cho người khác. Khi mà bạn lan truyền ra được những cái thành công của mình, những cái quy tắc, những cái gì đó mình biết, mình lan truyền ra ngoài, thì chính bạn đã giúp người ta rất nhiều rồi. Cái này nó sẽ gọi là một thành công rất là viên mãn. Khi bạn có tiền trên tay á, là bước đầu các bạn sẽ giúp đỡ những người khác. Và bạn phải có cam kết là mình sẽ giúp đỡ cho người khác.
Bởi vì lực nhân quả, cái phần cho đi nó quan trọng lắm các bạn. Và bạn phải trân trọng biết ơn cái việc mình đang làm, cái tiền mình có. Thì từ đó các bạn sẽ chuyển thân thực, tạo ra cái giá trị cho các bạn, việc làm các bạn đang làm là suốt đời luôn, thành công một cách viên mãn. Và lá bài kế tiếp sẽ là lá bài nó kết quả, cũng như cái sẽ hướng dẫn như thế nào các bạn được thành công trong cuộc sống, cũng như có tiền tài sau này. Các bạn có lá bài 6 ly ngược. Và lá bài cũng khuyên rằng bạn chỉ hay đạt thành công khi các bạn chịu buông bỏ, không có bám vào quá khứ nữa. Bởi vì bạn đang còn vài khúc mắc mắc kẹt trong quá khứ khiến cho bạn không có giải quyết được. Điều quan trọng là hãy suy ngẫm và giải mã ra những cái gì mà làm mình khó khăn, làm cho gánh nặng của mình. Bởi vì bạn không có ý tưởng và niềm tin là mình có thể tạo nên cái sự bước tiến cho mình. Bởi vì khi muốn thành công, đạt được những gì trong cuộc sống này, thì các bạn phải có một tư duy nhân với nhiệt quyết và năng lực để mình hoàn thành công việc đó. Bởi vì tất cả các bạn nếu có năng lực nè, các bạn có nhiệt huyết, một cái tư duy các bạn không có cũng như là thất bại các bạn. Tư duy là sao? Tư duy là mình phải biết thay đổi cái vận mệnh của mình, để mình phải sống khác đi, chứ không phải là mình để thất vọng, để cho mình chuyển sang một cái độ tuổi nhất định rồi mà mình không có thể hoàn thành được giấc mơ mình đặt ra từ thời bé, là cái điều này rất là buồn. Việc cần làm là các bạn phải lấy lại những cảm xúc tích cực trong công việc. Và các bạn phải muốn cái gì là mình phải nghĩ là mình có được cái đó thì bạn mới đạt được các bạn. Bởi vì khi mà các bạn không có kết quả cuối cùng, chắc chắn các bạn sẽ không đạt những thứ mình muốn. Mình phải muốn nó mới có. Và lá bài cũng nhắc là bạn phải chuyển trọng tâm thành trong các dự tính công việc của mình đó, và tập trung làm sao để mình có sự ổn định lâu dài cho cái nền tảng công việc và sự nghiệp của mình. Lá bài cho rằng bạn sẽ có được sự giúp đỡ nếu như các bạn chịu lắng nghe những người có kinh nghiệm hơn. Bởi vì chúng ta sẽ học hỏi cũng như copy được những cái tinh hoa của người khác. Tại sao các bạn không copy những người giỏi? Tại vì người ta đã biết rồi thì các bạn có thể hoàn toàn copy đơn giản, rất là dễ để mình copy. Từ cái năng lực, phương tiện, nghi lễ nè, những cái mà kỹ năng hoàn toàn mình copy được. Nhưng mà cái tư duy là cái tư duy thì các bạn phải tự mình đúc kết. Nếu các bạn muốn mình thành công thì làm sao mà các bạn giữ cái tư duy tiêu cực được? Phải có tư duy tích cực thì mình mới thành công được trong cuộc sống này. Thực sự cái tư duy nó quan trọng lắm bạn. Nó gấp rất là nhiều lần so với kỹ năng cũng như nhiệt quyết. Bạn có kỹ năng và nhiệt quyết nhưng mà tư duy của bạn là cứ tiêu cực thì nó cũng kéo bạn là không còn cái gì hết. Tất cả đều rơi vào cái sự bế tắc cuộc đời thôi. Và bạn cũng hiểu rồi, cái quy tắc người thành công là bạn phải làm sao để người ta muốn ở gần bạn. Do đó các bạn phải tạo ra những cái mối quan hệ thật tốt để giúp cho các bạn trong công việc thăng tiến về tài chính, tận dụng những mối quan hệ càng nhiều càng tốt để mình có điều kiện mình tập trung vào công việc. Đừng để phân tâm, cũng đừng tránh những cái mâu thuẫn trong tình cảm ảnh hưởng đến việc mình đang làm. Và ở đây có dấu hiệu là các bạn không có vun đắp cho những cái mối quan hệ mà những người đã từng hoặc đang giúp đỡ các bạn. Cái vấn đề là khuyên các bạn hãy để ý đến người này, hãy học tập những kỹ năng nếu bạn muốn cải thiện cuộc sống, cải thiện tiền bạc. Bởi vì mình không thể nào độc lập mình sống được các bạn. Các bạn sẽ có những nhân tài, những cái thần tài, những cao nhân đến giúp đỡ các bạn. Và quan trọng nhất là các bạn phải chịu học hỏi từ người ta, biết lắng nghe, biết rút ra những bài học thất bại của người khác. Tại sao mình cứ đợi mình thất bại mình mới tìm bài học? Mình học từ cái thất bại của người khác, từ đó mình thành công thôi các bạn. Mình xin tóm tắt lại cái phần này để các bạn có một cuộc đời và cuộc sống thành công trong công việc. Thì các bạn phải nhờ cái phép nhân của ba yếu tố là tư duy, nhiệt huyết và năng lực thì bạn mới thành công được. Và ghi nhớ nha, tư duy ở đây là tư duy tích cực thì các bạn được cộng ha, mà tư duy tiêu cực các bạn trừ ha, mà trừ cái như là mình thất bại rồi. Do đó các bạn phải đúc kết lại để mình tạo giá trị ngay ở những cái công việc làm đầu tiên. Mình phải làm việc với tư cách một ông chủ thì mình mới thành công sau này, thì mình mới hướng được thành ông chủ. Chứ bạn đi làm việc mà bạn cứ rề rà, bạn làm biếng thì làm sao bạn thành công được, khó lắm. Và sau đây là thông điệp muốn gửi cho các bạn là gì? Đó là chính là thông điệp các bạn phải bỏ những cái tiêu cực. Các bạn đang có đắm chìm trong những cái thói quen rất là xấu, cực hại cho sức khỏe của các bạn. Tiêu cực, những tư duy không có lành mạnh trong công việc và tiền bạc khiến cho các bạn cảm thấy là mình bị tội lỗi và thất bại. Thì những cái ánh hào quang của những cái thiên thần hộ mệnh nói rằng họ cho bạn cái quyền năng để các bạn thoát khỏi ra những cái suy nghĩ tiêu cực này, để các bạn tiến tới những gì bạn muốn
đạt được trong cuộc sống. Trừ khi các bạn phải thay đổi được cái tư duy của mình thì các bạn mới thành công được nha các bạn. Tiếp đến là thông điệp Osho muốn gửi đến các bạn là gì? Thông điệp các bạn có là tầm nhìn mới. Khi bạn được khai sáng thì các bạn lập tức có một cái năng lượng sẽ rất là tích cực, khiến cho các bạn không phải là cái người phàn nàn nữa, mà bạn trở nên thành cái bản chất bạn sẽ tồn tại thật sự. Bởi bạn cảm thấy là mình không trở nên thất bại nữa. Chẳng lẽ bạn sống cứ tầm thường vậy hoài, khi các bạn không biết biến những cái khả năng của mình thành những tinh hoa cuộc sống để cho các bạn, khiến cho mọi thứ trở nên rất là tốt đẹp hơn. Đây là cơ hội trao tặng, cái cơ hội để cho bạn nhìn thấy là cuộc sống có nhiều khía cạnh. Chúng ta cùng tồn tại cùng nhau, chúng ta cùng đấu tranh, chúng ta sẽ trải qua những cái bóng tối, những khó khăn trong cuộc đời. Nhưng mà cũng cần thiết là mình phải đem cái ánh sáng của sự tích cực vào để giúp chúng ta phát triển hơn. Bởi vì đây là cái thời điểm mà các bạn phải nhận thấy là bạn cần phải mở ra cho mình nhiều cái đường hướng hơn, chứ không phải một cái đường duy nhất để các bạn tiến vào thành công, để có tiền trong cuộc sống. Bạn phải tin vào điều đó. Tất nhiên bạn sẽ đạt được nếu như bạn biết mở rộng tầm nhìn của mình ra, bắt đầu nhìn thấy mọi việc ở xung quanh bạn đều là cơ hội, thì từ đó bạn sẽ thành công thôi. Mình xin cảm ơn các bạn đã xem trải bài. Xin kết nối năng lượng với các bạn đã chọn tụ bài màu xanh. Và trong trải bài các bạn sẽ có những lá bài sau đây. Đầu tiên các bạn sẽ có lá bài Nữ Hoàng Tiền ngược. Và lá bài thứ hai các bạn sẽ có lá bài Du Tiền ngược. Và lá bài cuối cùng nữa là các bạn sẽ có lá bài Sáu Gậy. Và lá bài đầu tiên sẽ là những cái hiện tại của các bạn là như thế nào, thì các bạn có lá bài Nữ Hoàng Tiền. Khi lá bài mà Nữ Hoàng Tiền này xuất hiện đảo ngược đó, nó đại diện cho cái việc thiếu địa vị trong xã hội. Một cái gì đó chúng ta không có nhiều tiền lắm, thất bại, phụ thuộc vào mất kiểm soát. Có thể là các bạn đang bị mất tất cả những gì bạn đang có bởi vì cho cái sự thiếu hiểu biết của mình và cách tiếp cận của các bạn không thực tế, nguy hiểm, nó gây ảnh hưởng và hỗn loạn trong cuộc sống của các bạn. Có một cái người nào đó là một cái người phụ nữ trưởng thành hoặc người mang yếu tố nữ khiến cho các bạn bị cảm thấy là về vật chất cuốn đi rất là nhiều, đồng thời có thể xảy ra cái hư hỏng nông cạn do cái sự tự cao của người này. Một cái năng lượng nữ chiếm hữu, ghen tuông, đố kỵ khiến cho đang ở một trạng thái cực đoan, đẫm đạp lên bất kỳ ai để đạt được mục tiêu mà cái người mang năng nữ này muốn được. Do đó khi mà các bạn cảm thấy là có một cái nguồn năng lượng nữ nào mà đang khiến cho các bạn làm việc mà cái người này họ rất là vô tổ chức nè, lười biếng nè, hoặc là tệ bạc nè xuất hiện đó, có thể là hình ảnh đang quyến rũ, và bên trong cái sự quyến rũ này họ có một cái âm mưu rất thâm độc để cho khiến cho mọi thứ cuộc sống các bạn rất là đảo lộn và rất là nguy hiểm luôn. Do đó bạn phải cẩn thận với cái nguồn năng lượng này nha các bạn. Nguồn năng lượng nữ này một cái người lừa dối luôn đó nha. Do đó các bạn sẽ cảm thấy rất là bất an khi một cái ai đó bạn cảm thấy được cái việc này tiến vào trong cuộc sống của các bạn. Với khả năng các bạn đang bị một cái người nào đó nói xấu bạn rất là nhiều trong một cái cố gắng đem ra một cái gì đó rất là kịch tính, khiến cho bạn phải đối mặt với nỗi sợ thất bại và thiếu động lực trong cuộc sống này. Do đó bạn phải nên dành một chút thời gian của mình ra để chúng ta phải đầu tập trung là những gì mình cần làm, thay vì chúng ta lo lắng về tiền bạc làm ăn trong dự án, thì chúng ta phải cần là kết nối lại với con người thật của mình, tập trung vào những điều tích cực và không bị ảnh hưởng bởi những cái năng lượng tiêu cực bên ngoài đem lại cho các bạn. Để ý một cái năng lượng nữ nha các bạn, một năng lượng nữ rất là ghen tị với các bạn đang tiến vào trong cuộc sống các bạn, khiến cho bạn không được thành công bởi vì những lời nói xấu của người này. Và một lời khuyên nữa là các bạn phải giữ sự tỉnh táo, đừng bị ám ảnh quá nhiều về thế giới vật chất. Việc bạn sở hữu quá tiền nhiều á sẽ dễ đánh mất lắm. Đôi khi mà các bạn đừng có nên tập trung vào nó quá nhiều, bởi vì khi bạn có nó bạn sẽ gặp khó khăn trong những vấn đề khác trong công việc. Bạn phải để ý và thận trọng trong tính toán của mình.
Và đáp án số 2 sẽ là trở ngại các bạn gặp trong cái việc mà tài chính và công việc là như thế nào. Thì các bạn có lá bài du tiền. Và trở ngại của các bạn là các bạn đang có thiên hướng là thích chứng tỏ bản thân của mình bằng những thành tựu ở bên ngoài, mà không nhận ra rằng chính bản thân cũng đã giá trị vô cùng to lớn rồi. Các bạn hay tạo dựng cho mình cái hào nhoáng mà các bạn không cần thiết phải có những chuyện đó, bất kể điều gì xảy ra cuộc sống của mình. Khi lá bài xuất hiện, các bạn phải cần biết rằng hạnh phúc và thành công sẽ không được xây dựng từ một hay vài sự kiện nào đó. Đây là cái thời điểm các bạn phải tu dưỡng là thái độ tích cực của mình. Một cái thái độ là các bạn phải biết là mình sống, am hiểu những cái vấn đề mình đang làm. Các bạn phải xử lý một tình huống một cách ổn định và hoàn hảo nhất. Biết nhận trách nhiệm nè. Ngoài ra các bạn phải làm một cái người đáng để tin cậy, là nền tảng vững chắc mà mình sẽ thấy được cơ hội khắp mọi nơi luôn. Bởi vì cái ý tưởng, và khi các bạn sẽ thấy mình biết ý tưởng đó và biết nắm bắt đó, thì bạn mới biến nó thành hiện thực được. Và bạn sẽ có khả năng kiếm rất là nhiều tiền. Nếu như các bạn thật sự bền bỉ, các bạn sẽ khuyến khích tạo giá trị cho người khác, khuyến khích người khác đạt những thành tựu giống như bạn, sẵn sàng giúp đỡ, hãy cho đi nhiều hơn, dành sự quan tâm đến những cái dự án của người khác, hướng đến mục tiêu và quyết tâm bền vững tạo ra giá trị cho người khác, thì bạn mới tạo được sự ảnh hưởng ổn định. Khi mà các bạn có những cái thói quen này, nó sẽ khiến cho các bạn ở một cái trạng thái rất là cân bằng, đạt được những mục tiêu và quyết tâm sẽ đạt được tất cả những gì bạn muốn trong cuộc sống này. Đơn giản là bạn có thấy mình đã tập trung và cố gắng hết sức 100% cho công việc mình làm hay chưa? Bởi vì cái việc mà uy tín sẽ đóng vai trò chủ đạo trong môi trường làm việc của các bạn. Hãy cố gắng thể hiện hết sức trong công việc mình đang làm. Nghĩa là các bạn phải học cách hài lòng với những thứ mình đang có, thay vì mình cứ theo đuổi những cái gì đó mà không có bọt cái điểm dừng. Phải học cách tìm kích lợi ích, mà còn phải học cách sử dụng cái tiền bạc sao cho hợp lý nữa. Đây là một cái việc bạn rất là dễ bị kích động, bởi bạn không muốn đánh mất hình tượng của mình trong mắt người khác. Do đó các bạn sẽ bị ảnh hưởng đến công việc của bạn rất là nhiều. Không được chủ quan cứ thắng lợi thì còn có nhiều thế lực cạnh tranh với các bạn lắm. Các bạn cần phải sáng suốt đi tìm ra cái giải pháp phù hợp nhất cho công việc và tài chính của các bạn. Bạn hãy ghi nhớ là các bạn phải có dụng tâm giúp đỡ người khác là cái phần còn lại cuộc đời của mình. Bởi vì khi bạn giúp đỡ tạo giá trị và cam kết điều này, thì bạn sẽ có trách nhiệm và khởi ý niệm giúp người khác, giúp bạn phát triển cái công danh sự nghiệp và tiền tài mình rất là nhiều. Mình cảm thấy rồi, tất cả mọi thứ trong cuộc sống này, khi bạn biết cho đi, bạn làm cái việc bạn đúng với cái sứ mệnh, bạn yêu thích nó, đam mê nó, cái việc mà xã hội cần á. Nhưng mà các bạn phải cho đi cái đam mê của mình, cho đi cái sứ mệnh trong cuộc đời, thì bạn mới có cuộc sống mơ ước được. Bởi vì chu kỳ mà thành công của con người á, là thường không có bền vững. Cứ khoảng 10 năm là phải khởi tạo lại một lần nữa. Các bạn muốn bền vững á, thì các bạn phải tạo được giá trị cho xã hội lớn. Thì tự khắc các bạn sẽ thoát ra khỏi cái quy luật và thành tựu hoại diệt của công ăn việc làm chúng ta. Bởi vì cái việc mà các bạn cho đi nhiều thì sẽ khiến cho cái nguồn năng lượng của sự lực hấp dẫn đó, nó khiến cho các bạn sẽ có nhiều hơn và biết trân trọng, cảm ơn cái việc đang làm, những thành công mình đang có. Và lá bài số 3 sẽ là lá bài nói cái điều gì sẽ giúp các bạn đạt được cái thành công trong cuộc sống, cũng như có những cái lời khuyên nào mà lá bài muốn gửi đến các bạn. Thì các bạn có lá bài gậy. Khi mà lá bài này xuất hiện, chứng tỏ các bạn sẽ đạt được cái thành công rất là tốt đẹp, và các bạn sẽ vượt qua những cái thử thách nếu các bạn trải qua nghiệm ra rất nhiều cuộc sống này. Và các bạn sẽ được tán thưởng bởi sự ủng hộ của những người, những kết quả bạn có được. Các bạn sẽ dựa vào cái uy tín của mình mà thành công. Điều đó sẽ giúp bạn nhanh chóng thực hiện những ý tưởng lớn tiếp theo. Không những bạn thành công trong cái việc bạn thực hiện những dự định, mà còn đem đến cái niềm vui từ tình cảm. Đó chính là nguồn động lực để cho các bạn duy trì chiến thắng này. Nhưng tài chính sẽ đòi hỏi một sự vận động liên tục. Như bạn nhớ rồi, cái gì cũng sẽ có chu kỳ 10 năm thành trụ hoại diệt. Do đó các bạn phải cần có những suy tính mới, những bước đi phù hợp hơn để cho mình thành công. Nếu không sẽ bạn rất dễ hụt lùi.
bạn phải biết khai thác cái thế mạnh và tài năng của mình và phải có tư duy rất là lớn để các bạn vượt qua những thử thách trên đường đi. Bây giờ lúc bạn tập trung năng lượng vào cái mục tiêu để mở đường cho thành công, bởi vì nó sẽ có một cái năng lượng rất là tốt để bạn tỏa sáng và dẫn đầu trong cái khoảng thời gian này. Đây là một cái nguồn động viên tích cực đến từ vũ trụ, để đừng để cho sự sợ hãi, cảm giác tội lỗi cản trở bước đường thành công của các bạn. Bởi vì bạn phải nên cảm thấy tự hào với những gì mình biết, những tin và mình làm được. Hãy ngẩng cao đầu lên các bạn, bởi vì sự tập trung này sẽ tạo ra thành công, xây dựng thương hiệu cá nhân cũng như danh tiếng bạn rất là nhiều. Bạn muốn thành công ở những gì bạn đang làm thì bạn phải đảm bảo rằng bạn sẽ giúp cho người khác đạt được nó và công nhận cái thành quả của người khác. Bạn phải thúc đẩy chính mình thường xuyên hơn bằng cách chia sẻ câu chuyện thành công của mình với những người khác, khuyến khích họ đi theo một cái hành trình tương tự. Bởi vì khi các bạn cho đi như vậy là các bạn sẽ chuyển hóa được nguồn năng lượng khiến cho bạn sẽ hoàn thành và thành công hơn rất là nhiều so với cái việc bạn tự cao, tự đại, kiêu ngạo với chiến thắng mà không biết cho đi cái gì hết. Thì chính các bạn phải tự cho mình chết đi trong cái sự thất bại, mất niềm tin cũng như là cái sự cao ngạo các bạn mà thôi. Bạn cũng nói rằng các bạn phải lúc nào cũng khởi lên ý niệm giúp người. Các bạn phải có niềm tin vào cái việc đang làm và muốn thành công cái gì phải có kết quả trước và hướng tới mục tiêu đó. Thứ hai, ba là các bạn phải giúp cho người khác đạt được những gì giống như bạn đạt được. Thì từ đó các bạn sẽ phát triển thành công vượt bậc luôn các bạn. Bạn sẽ tạo ra một cái môi trường văn hóa mà nó lớn mạnh vô cùng. Bạn có khả năng đó. Hy vọng là các bạn sẽ lấy được cái nguồn năng lượng này. Các bạn giúp người khác, các bạn thoát ra khỏi cái quy luật thành trụ hoại diệt của đời người. Kế tiếp là thông điệp của cái đội bảo hộ tâm linh các bạn là gì? Đó chính là các bạn phải học hỏi từ những cuốn sách. Tất cả những cái gì bạn thắc mắc bây giờ thì bạn sẽ tìm được câu trả lời trong cuốn sách bạn đọc. Những cái từ ngữ bạn tìm thấy trong cuốn sách sẽ mang đến cho các bạn những cái gì bạn muốn cần tìm, những thắc mắc về cuộc đời, về thành công, về tiền bạc, về tài chính. Chứng tỏ là các bạn phải học tập, học hỏi qua sách của những người khác là sẽ giúp bạn thành công vượt bậc nha các bạn. Và thông điệp của nhà tỉnh thức Osho muốn gửi tới các bạn là gì? Đó chính là sự kiên nhẫn mà chúng ta phải cần có trong cuộc sống này. Tức là các bạn phải chờ đợi cho những khoảnh khắc đúng nhất để các bạn có thể thực hiện những cái việc đó. Bởi vì những gì mà chúng ta sẽ thấy là chúng ta quên đi cái việc chờ đợi. Chúng ta muốn có một cái thứ gì đó một cách rất là vội vàng. Đây là cái sự mất mát mà các bạn sẽ gặt hái được. Im lặng và chờ đợi những cái thứ gì đó ở bên trong bạn lớn lên theo đúng bản năng của bạn. Một ngày nào đó nó sẽ đột phá trở thành một cái ngọn lửa. Và tất cả những gì là bạn cần là phải thay đổi cái tư duy, thay đổi cái tâm thái của mình. Thì lúc đó bạn mới trở thành một con người mới. Một người sẽ nhận thấy được sự thay đổi chính là cái cuộc sống vĩnh hằng mà các bạn muốn có được cái lậu quả gì trong cuộc sống. Tức là các bạn muốn thành công thì bạn phải có tư duy của người thành công. Khi bạn có tư duy của kẻ thất bại, tư duy của tiêu cực thì làm sao bạn có được cái kết quả là thành công được. Bạn phải tìm thấy những cái việc bạn cần làm. Đây là chính cái khoảnh khắc bạn phải bình tĩnh và tìm được sự cân bằng trong chính các bạn, để cho rằng những cái cũ, những cái tiêu cực sẽ đi qua, cho những cái mới, những cái thay đổi, những cái tư duy tích cực khiến cho các bạn phát triển hơn. Đúng cái thời điểm bạn sẽ phát triển vượt bậc. Mình xin cảm ơn các bạn đã xem trải bài.